Nghe nè, đây á là cái gian phòng bảo vệ chứ không phải là radio nhắn gửi yêu thương. Đâu làm vậy đâu anh, kỳ quá hả? Dạ, tôi biết hai đứa nó đang chờ tôi, nó chờ tôi lâu lắm rồi anh. Tôi hết cách rồi, anh giúp giùm tôi nha, cho tôi nói chuyện với hai đứa con tôi nha. Ông nói nhanh đi, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Dạ, dạ. Tôi cũng hết cách rồi, anh xin anh giúp giùm tôi đi, tôi cần gặp hai đứa con tôi. Chị ơi, sao ba lâu tới quá vậy? Mình đợi lâu quá rồi. Chắc là ba sắp tới rồi đó. Chị ơi, mình hết tiền mua đồ ăn rồi. Sao anh làm gì vậy? Cái này là đồ ăn rớt xuống đất rồi mà. Chị ơi, đồ ăn nào mà chả ăn được, chị cho em ăn đi. Không được đâu, Tâm Anh ăn là bị đau bụng đó. Hay mà trời, chị cho em ăn đi, em đói muốn tụt cái quần rồi nè. Trời ơi anh ơi, tôi nói anh nghe. Chị ơi, em đói quá. Alo alo, ở đây ai là Tâm Anh Tâm Ý của người cần gặp? Alo alo, ở đây ai là Tâm Anh Tâm Ý của người cần gặp? Alo alo. Tâm Ý, Tâm Anh, có nghe ba nói gì không? Ba đó chị. Ba nè. Ở đâu vậy chị? Ba đó. Hai đứa chờ ba lâu lắm rồi phải không? Ở đâu vậy? Ba xin lỗi, ba có việc gấp lắm, ba phải đi xa. Hai đứa con vẫn ngoan nghe. Ba ơi, con quay lắm đó ba. Con còn nghe là chị nữa đó. Mai mốt ba về thưởng cho hai đứa hai tô phở thiệt ngon nha. Ba sẽ về tìm hai đứa, ba vẫn khỏe. Ba ơi, Tâm Ý, nhớ lo cho Tâm Anh. Dạ. Ba về ngay, ba về liền, hiểu chưa? Ba ơi, ba nhớ vậy con nha, con nhớ ba. Ba sẽ về tìm hai đứa. Ba đừng lo cho tụi con sẽ lo cho Tâm Anh cho tới khi ba về. Ba cũng phải giữ gìn sức khỏe nha, ăn uống đầy đủ và đừng đau bệnh gì hết. Tụi con yêu ba, Tâm Ý và Tâm Anh. Học lực như vậy mà gọi là tiến bộ đó hả? Thầy, tôi đã nói với thầy rồi đúng không? Dạ bây giờ thì tôi sẽ làm theo lời tôi nói. Thầy dạy hết tháng này rồi thầy nghỉ nghe thầy. Không, không được, mày không được làm như vậy. Học lực như vậy, cái bản điểm như vậy mà con gọi là tiến bộ đó hả? Từ bữa đó con bị bệnh, vừa bị đau họng mà sốt thì làm sao làm bài tốt được hả mẹ? Con hứa với mẹ là đợt sau con sẽ tăng 10 hạng. Mà không, tôi sẽ tăng 20 hạng cho mẹ coi. Mẹ chịu chưa? Chả nói đúng rồi chị. Em buông ra, thầy ngọt quá. Yeah. Biết thương thầy tại sao không cố gắng? Biết thương thầy mà cái bản điểm vậy đó hả? Mẹ, thầy sắp lấy vợ, thầy cần tiền mà mẹ. Tại sao mẹ lại làm chuyện như vậy ngay lúc này?
Nguyên à, em làm vậy cũng chẳng có ích lợi gì đâu. Để từ từ thầy nói chuyện với mẹ em nghe. Thầy về cẩn thận nha thầy. Chị quá, mẹ đã biết là thầy sắp lấy vợ rồi mà còn làm như vậy thì quá đáng rồi. Biết vậy sao không chịu học? Chị quá, làm ơn nghe tôi nói rồi chị quá. Tôi nghĩ là tôi đã nói rõ ràng với thầy rồi mà. Tôi biết là chị giận tôi dữ lắm. Nếu là tôi cũng giận nữa. Nhưng mà chị nghĩ coi, gần hết kỳ thi học kỳ rồi, đúng không? Nếu bây giờ mà đổi giáo viên mới á, thì em Nguyên phải có thời gian thích ứng. Không phải, nghe tôi nói nè, nếu vậy á thì kết quả học tập của em Nguyên sẽ... Alo, trung tâm gia sư hả? Được, vậy ngày mai hẹn cô ấy qua nhà tôi nha. Cảm ơn anh. Chị Hoa, tôi có công chuyện tôi đi trước. Không phải đâu chị Hoa. Chị Hoa, nghe tôi nói nè chị Hoa. Chị... Thầy... Ê! Làm gì vậy? Ôm hả? Ôm cái gì mà ôm? Học cũng là học, suốt ngày ôm hoài. Rồi, cảm ơn cô, hẹn gặp lại nha. Chú ơi. Ủa? Hai chị em mới tới hả? Hôm nay ăn gì? Dạ, con xin lỗi chú. Mà chú cho con đồ ăn thừa đó được không chú? Cho tụi con đi mà chú. Vậy là sao? Dạ, tại tụi con đói quá mà tụi con hết tiền rồi. Chỗ buôn bán mà làm gì kỳ cục vậy? Không có tiền rồi, đi ra đi. Chú ơi, con đói muốn tụt cái quần rồi nè chú. Rồi đi ra đi mà. Rồi đi đi đi. Chú ơi, chỗ người ta buôn bán mà không có tiền, đi ra đi đi. Chú, con ăn không được, chú cho em con ăn đi chú. Con đang đợi vô mà chú. Đi đi. Chị ơi, em đâu? Tâm Anh, Tâm Anh. Bé ơi. Tâm Anh ơi, em sao vậy nè? Tâm Anh. Dạ em đâu có xinh đẹp gì đâu chị. Em chỉ hơi đẹp thôi à. Đã trẻ tuổi, xinh đẹp mà còn được học ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nữa chứ. Ba mẹ em tự hào là đúng rồi. Nhân văn. Ừ. Con muốn kiếm việc làm, con tìm ở đâu được hả chú? Kiếm việc làm dễ lắm. Em lên trên mạng tìm hoặc là mấy cái tờ báo tìm việc á. Học cái gì mà học? Đi không mày? Đi không? Mà đi không? Đi không? Đi không? Nè, cô làm ăn vậy mà coi được đó hả? Dạ, con xin lỗi. Cô mà còn tái phạm một lần nữa, biết chưa? Dạ, em hiểu rồi, em sẽ rút kinh nghiệm. When you tell me, I can't touch you. Dẹp đi. I love to be loved by you. Cùng chết hả? Đón xem tập